Chào tất cả bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái câu lead âm dài là xì thứ bảy ha. Xì thứ bảy. Thì cái câu này nghe có mùi funky rất là rõ ràng, mà tích thì khá vui nhộn. Ngoài việc các bạn luyện ngón cũng có thể áp dụng vô một cái bài nào đó vui vui, nhịp nó tưng tưng tí ha. Thì cái này là nó cũng đánh vòng vòng nghe cái xì thứ pentatonic thôi bạn. Ha, nhưng mà nó có biến tấu ra ngoài thêm chút ít thì bạn nghe nó hay hơn ha, xì thứ đây. Thì chúng ta có bắt đầu bằng cái chủ là chúng ta có nghe nốt này là nó gì bạn, la si mi. Các bạn không đánh đều giống như liên ba kiểu này mà là tức là cái nốt nó si ở đây chúng ta nhấn lâu hơn tí thì mới tới đánh mi. Thì để mình hay đánh để cho nghe nó tiếng nó hèm tí, mình có ba mút tay phải bạn đánh bình thường nè, để nhẹ tay vô một tí thì nghe nó tạch tạch. Thì cái câu đầu nó chỉ đơn giản gọi là tới rê ngay chỗ này, nó thế không? Rồi lần tiếp theo thì ngay chỗ này nó mới tạo ra cái gọi là nghe lạ một tí. Thì chúng ta nghe nốt mi, chúng ta slide lên nốt pha thăng hai lần. Lại câu đầu các bạn. Đánh nhanh thì nó sẽ ra chất hơn. Lần thứ hai chúng ta lặp lại hai câu đầu. Rồi tiếp theo thì các bạn nói nghe chỗ này nó có nốt blue đây, tức là các bạn pull up cho luôn nốt pha mi rê si. Ngay chỗ này á, các bạn chặn ngay chỗ này thì chúng ta chát lên cái dùng tay đánh ha, các bạn chặn nghe lại các bạn. Thì cái câu sau nó như này như hai câu đầu lặp lại nha bạn. Rồi tới lần sau thì chúng ta cũng đánh là giống như cái câu đầu vậy ha. Tiếp theo rồi tới câu khác như thế. Thì cái câu kết thúc ở đây các bạn đánh ngay chỗ này là nó là son thăng, các bạn bend lên tới nốt la rồi sau đó các bạn nhả nó trở về son thăng, chúng ta đánh mi rồi sau đó pha thăng nha. Thì cái câu này các bạn thấy là các bạn đánh mà thêm 3 mút vô sẽ nghe nó chất hơn ha. Thì mình sẽ đánh chậm là một lần, sau đó đánh nhanh ha. Các bạn cứ nếu nghe chưa kịp các bạn có thể dè lại, thì cái câu này nó cũng lặp đi lặp lại thôi ha, chậm tí nha. Thì hy vọng là câu clip này cũng sẽ góp một phần vào cái việc luyện tập của bạn ha. Các bạn có thể thấy là cái câu này với cái si thứ bảy, các bạn có thể kéo xuống để các bạn đánh la thứ bảy vẫn được, hoặc là các bạn tăng lên các bạn đánh ngay chỗ rê thứ bảy vẫn được ha. Cái thế tê này các bạn có thể kéo lên kéo xuống được. Ví dụ hồi nãy mình đang đánh ngay vị trí si chỗ này, giờ mình có thể lên mình đánh ngay chỗ của cái là rê thứ bảy được ha. Thì chúng ta tăng lên xuống la thứ thì các bạn có thể kéo lên kéo xuống được, các bạn đánh nhiều vị trí khác nhau để chúng ta cảm nhận được cái giai điệu nó ha. Thì
thì các bạn thấy là các cây đàn hiện tại mình đánh của thương hiệu Amigo ha, đang có chương trình khuyến mãi rất là lớn dành cho các cây đàn này. Các bạn được giảm giá gần 20%, còn tặng thêm là cái chân đế để đàn nữa. Chân đế để đàn trị giá 250 bằng gỗ. Các bạn có thể xem clip để tại đây. Nếu có điều kiện hãy ủng hộ Amigo nhé, và xin hẹn gặp lại trong những clip theo. Bye bye.